thì nó trên châu quá, đến trên châu vậy, nó trên châu đó ngôi tôn quyền với ngôi quốc thái không, vậy thì má anh phải theo má đáng đó. Dạ thần nhị bái kiến mẫu hoàng, chúc lệnh mẹ tuệ tăng vạn tuế. Dương Nhi đó à? Dạ. Dương Nhi nghe mẹ hỏi, chẳng hay cô nắp quyền dương thượng chỉ đạo chân dân ngoài khắp cả quận châu, trong triều nội một mình còn sinh sát, thế mà còn chưa vừa dạ hay sao? Có lẽ muốn cầm quyền làm vua cho tới mẹ nữa phải không Dương Nhi? Dạ thưa mẹ, con xin thề đầu con đổi trời, nhận con đạp đất nhật nguyệt chiếu hai chân, chứng cho lòng con ngay thảo, lúc nào con thơ cũng trọn đạo, một lòng hiếu kính với mẫu thân. Hiếu kính lắm phải không ông vua cuông? Nghe ta hỏi, quận chúa vốn là con của mụ, tại sao mấy lại định chữ du quy mà không nói với mụ già này một tiếng? Tại sao vậy? Dạ thưa mẹ, vì đó là chuyện đại sự quốc gia, nên con đây chưa trình báo hoa cùng với mẹ. Ôi Dương Nhi đi, Dương Nhi hãy nghe lời phán quyết ta. Dù có cho quan trọng điều ca, không qua giải nghĩa hay cho phép đâu kia sang, ai cho quyền hành ai dám nhân? Mẫu thân bình tâm, kẻ vân tài sao thương, nô công quyền này đâu dám đi thâm sân. Mua thì hành ngũ kê, còn đây quả diện hai nước, chờ ngày chiến tranh chậm trễ lầm than cho dân thành khổ. Nghe cái tự tin sẽ khấu hồn mà rét lắm ấy, chứ cũng ho lắm.
công nhận không sao nó hát tuồng cổ la quá ha. La, dạ. La mà cái giọng của mình cứ phải theo cái tiếng nhạc. Nhạc nhạc lúc mà có nhạc đó thì nó đưa mình cái hơi mình nó đưa rồi mình lên theo cái tiếng nhạc nó đâu chết rồi. Đấy là cô chú ở Việt Nam mà hát chầu hát tuồng cổ á hơi bị tưa hết, bị tưa rồi chịu tưa. Tại vì cái nhạc nó dành rồi mình cái giọng mình cứ phải tông lên cái tông theo cái nhạc nó không. Rồi múa nữa thành ra cái gì á, bên hồ quạt dễ bị hư Nếu mình hát mà biết kèm lại cái tông thì hết chai luôn. Dạ. Cái bên đầu quán là cái hơi là nó đáng là vẫn còn hay nhất ngọt ngào mà đẹp nhất nữa bây giờ. Trời ơi. Mày hát yêu thiền rồi. Đẹp quá. Bây giờ con mời bố Quyền gửi hai câu vọng cổ trong tu là có phúc. Còn